thưởng và mình đã nhận được một phần quà nho nhỏ bằng hiện vật, đó chính là 50.000. Để trường mình sẽ đi nhận quà. Đây là một phần quà rất là thiết thực đối với sinh viên như bọn mình. Thì mình rất là thích cái món quà này. Mình rất là háo hức, mình rất là tò mò về sự kiện năm nay. Tại vì sự kiện năm nay quy tụ rất là nhiều người nổi tiếng. Mình rất là háo hức, mình cảm thấy được gặp họ ấy ạ.